Rồi, chào anh em yêu cây cả nước. Lại lên thăm vườn em An. Đây là video quay trên sân thượng. Một cái sân chơi cây rất là đẹp của em An ở Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội. Đấy. Một người em mà tôi cũng rất là quý. Kể về cây và làm phong trào rất là tốt. Quan trọng là giao lưu rất là thiết thực. Anh em có giao lưu được với em An cây nào thì chắc là hiểu biết luôn rồi. Rất chu đáo, giá cả nó hợp lý thôi. Đó, thì hôm nay cái cuốn video này để tôi quay những cái tác phẩm phôi và những cái cây ở đang có ở trên sân thượng. Anh em xem đi, mình đi vào cái chỗ nhiều cây đẹp đẹp kia trước đi. Nó còn rất là nhiều ở phía sau này. Anh em nếu mà ở gần thì cố gắng qua đây làm chén trà, cái kẹo. Đấy, nó gọi là thiên đường bonsai đây, bonsai Bắc Kỳ đây. Trên này rất nhiều những cái cốt khủng luôn đấy. Đây có một cái cây hình như em vừa mới chỉnh sửa đây, thì nó dễ xem hơn để các bác xem đầu tiên nhá, cho nó phấn khởi nè. Đó, một cái cây cốt xanh Nam Biên. Nhìn này, anh em xem cái dáng là thấy mê rồi đúng không? Cái dáng và cái kích thước của nó đã thấy mê đúng không? Nó phải bự bự này nó mới đấm tiền nó mới sướng. Đây này, tay tiếc này, chia răm là thích không? Vậy vậy thế này, yêu thế này. Chứ không phải dối dối loằng ngoằng đâu. Cắt giật đến tận răm. Đấy, để sang bên mặt bên này xem thế nào. Chật chà. Cây form dáng làng đẹp quá. Còn mỗi cái ngọn rồi. Ồ, cơ bản sắp xong rồi. Wow. Tác phẩm như này là được tiền nào em nhỉ? Chia sẻ đi. Hiện tại em đang báo ấy, cái này giá là 120 triệu. 120 triệu anh em nhé. Rất xinh đáng nhé. Nó gần như là những cái cây mà nhiều tiền ở địa phương của em. Cao nó chỉ có 45 thôi anh. Đấy, ngắm mặt nào cũng yêu thương cả. Mà rộ là 90. Ai chà chà. Chỗ 80 này. Rồi. Chỗ 80, 60. Anh em về có thể thửa cái bầu dục tàu mỏng là nhẹ nhàng luôn. Quá là xinh tươi luôn. Cái ngọn này này, có cây tay vẩy ở đây xong rồi, ngon hay quá. Tuyệt vời rồi, điểm chốt là có ngon lành hết rồi, không phải đau đầu nữa rồi. Hay quá. Được một cây bóng làng rộng sau thi đấu được đấy. Thực ra em báo cái giá đấy em cảm giác nó hơi cao. Nhưng mà cái thời điểm mà em mua nó cũng rất là cao. Thế nên là thôi em cứ báo giá thì các bác mà cảm thấy yêu thích thì cứ liên hệ rồi. Đúng rồi. Anh em mình trao đổi sau. Đúng rồi. Còn mình thấy cây này nó cao quá mình lại chuyển sang cây khác. Còn mà đủ tiền thì cứ vô thôi, cứ theo đuổi thôi. Em thì ở trên đây có những cây ít tiền ở trên đây. Nó 32 triệu. Ta cứ đi xem những cái cây mà dễ nhìn nhất đi trước đi. Xong rồi mình đi một lượt sau. 32 triệu. 32 triệu. Quả núi luôn này. Nó là em nói luôn là đóng các cây này. Cái này thì không vấn đề gì, không đáng ngại. Tại vì sau... Bởi vì cái thân chủ nó vẫn là nguyên bản đây, không có vấn đề gì cả. Cái này không... Cái này là một vụ xuân hạ tới rồi. Đến tháng 8 thôi em nghĩ là sẽ khác nhiều đấy. Gần như mấy cái tháng mùa đồ mà gần thì cây nó ngủ cũng có lên đâu. Đúng rồi. Bắt đầu ấm ẩm thì sẽ có nhiều sâu, nhất là tạnh mưa xong thì sâu bướm thì nhiều, nó bấu ở đây nó ăn lá non thì nhiều lắm. Nói chung là cây đây thì cả 2 triệu anh ạ, em thấy điều mình có thể chơi được. Đó. Để chọn vị về các thứ là ok cả. Đấy. Nhìn nuôi trên này đủ nắng đủ gió, lá lao xào lao xào sướng. Đấy, và cây thứ hai này. Cây đây cây này à? Cây này à? Em cứ đứng bên ý này, anh đứng bên này. Em giới thiệu đây cho nó. Đó, chà. Dữ dội chưa? Đứng giang tay phát xem nào. Hai sang bên mép chậu đi. Đó. Chậu 90 anh ạ. 90. Còn em vành đây là 130. Vành 130. Cao hay tầm đủ 45 thôi ạ. Cao tầm 45 nhưng ngọn nó lên được thoát dáng đẹp quá rồi. Quá hay rồi. Này. Anh em xem. Chọn bị các thứ kiểu về dáng góc là được.
quá hay, chăn nuôi quá tốt. Em vừa lọc qua qua để mà mình chia sẻ cho nó rõ ràng. Cũng may là cũng lên cũng cái lúc mà em cũng đã lọc được một vài cây để anh em xem rồi. Đấy, đi xem quanh một vòng nhá. Cái cây này anh em về nuôi thì sau nó lên cơ đồ nhiều. Ví dụ mà hoàn thiện mà đẹp đẽ long lanh rồi thì mua thì căng lắm, mà không phải ai cũng mua được. Cứ như này sau lên rồi chắc chắn nó sẽ đẹp, và kể cả mình muốn giao lưu lúc ấy nó cũng có giá. Anh em nơi thì em đang báo cái giá là 70 triệu anh ạ. 70 triệu anh ạ nhé. Đó. Nói chung là em vượt nơi thì vừa rồi là bán mất 4-5 con ở đây anh ạ. Trước anh nhìn thấy có một cây gọi là giá trị nhất vườn ở đây đúng không? Bán cái cuối năm ngoái em bán được là 700. Ây da. Ba có ba cây thôi. 700. Vâng, ba cây. Cái thời điểm mà cây nó thấy chậm chậm mà cuối năm mà sút được kinh điển đấy nhỉ. Vâng. 700. Bán ba cây thì ai chật 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 chật, nhưng bán về đâu đây? Em bán về Hưng Điền anh ạ. Ai chật chật. Ví dụ như cái nơi thì đấy, ví dụ như cái nơi thì 25 triệu này. 25 triệu nhé. Nó khá có tuổi và ba vài. Đẹp đẹp. Nhưng mà đằng sau là nó đóng cái nơi nhưng mà nó đóng rất là khéo. Ừ. Phải nói là ví dụ như ngày xưa đằng sau là cái sẹo rất là to, là nhét cái cành này vào. Đấy, giỏi chứ, người ta lấy được cái cành nó có cái rễ này, này. Hay là người ta ủ nó ra rễ thì không rõ, nhưng mà làm khéo đấy. Nói chung là đời là cái mép bắt đầu là cắn vào nhau rồi. Nó làm kiểu như có mốc luôn. Như thợ mộc. Đẹp đấy. Ui giời, đấy anh em thấy chưa? Không phải là cây cối trầm đâu, một cây đẹp vẫn sút mạnh đấy. Vừa bán 700 cuối năm ngoái đấy. Ba cái phôi đúng không? Mà đợt trước hình như là cũng lên quay rồi đấy. Anh em xem lại chắc thấy đấy, ba cái phôi ấy. Giá trị đấy. Đây, con này đẹp này. Đây, nơi con giá thì nó là ở trên con phôi thành ra cũng không lọc được như ở dưới. Rồi. Con nơi thì là khoảng 55 triệu anh ạ. 55 triệu nhá. Con nơi thì không đóng ghép ấy. 55 triệu. Không đóng ghép anh em nhá. Nguyên bản. Ôi giời, cứ anh từ nhãy giờ nhắc đến 700 là anh sao xuyến. Thực sự là phải cây rất đẹp đấy. Anh em mới chốt cái thời điểm múc 730 phôi là thực sự là cái cốt rất là đẹp đấy anh em ạ. Anh em lên đây là có thể đãi vàng, đãi cát tìm vàng được đấy. Không đơn giản đâu. Cứ rúc vào nhà vườn lớn là vỡ mồm đấy. Cứ lên đây mà sút. Nhưng mà con này nó được cái chuẩn bị được thần. Con này nuôi thêm cái cổ vợ nữa rồi. Rồi. Còn từ đối rồi. Tuyệt vời. Nhìn này. Nhìn này. Thích không? Quá wow, ok. Nói chung là đây này. Cái phôi đó thì mình phải bắt mình phải nuôi. Ừ. Chứ mà cứ lúc nào cắt tỉa thì coi như thế. À, thế mới bảo là anh em nào mà bố trí thời gian được đến tận nơi được thì là tuyệt vời nhất. Trên này nó cũng toàn là những cái phôi nó tương đối nặng nặng ấy. Có khi là quấy cái đây, có khi là nó cái tán tầng nữa này. Mấy cái này. Đúng rồi. Đúng ạ. Ui giời, cái này này, nhìn thấy cái tem này sướng này. Đấy, ui giời. Rồi. Ây chà. Con đây là con đóng anh ạ. Nhìn là biết rồi, nhưng mà đóng mới đóng được khoảng độ 6-7 tháng. Đóng khéo quá. Kiếm được cái đoạn đấy đóng vào mới hay. Nó cùng ra đấy kiếm. Kiếm được cái này hợp quá, mà nó bè này, này sướng chưa, chắc đây là nguyên một cái cây khác rồi, phê quá, có chân này. Luôn rồi. Còn nơi thì em đang báo giá là 1.1 rồi. 1.1 anh em nhé. Còn đây em nghĩ núi cũng có tương lai. Quá hay, đẹp quá chuẩn, này, tem. Khục kịch, khục kịch. Già. 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 Cốc đế luôn. Sau thì phải nuôi thêm. Ừ, đây. Quan trọng là cái chuẩn bị và các thứ là ổn anh ạ. Rồi. Rồi rất là già. Đẹp quá. Nói chung là đây này, cốt này cũng già này. Nghe chưa? Ý chưa? Nhìn thích. Nhìn đã thèm nuôi rồi. Đấy, chà chà.
con này cũng dễ nhìn đấy. Còn nơi thì nó vuông còn 1.2 anh em nhé. Đây, nhìn này. Những cái đồ này thì nó ra thì nó giá trị đi mua không phải được rẻ. Đấy, cứ đi một lượt, bây giờ đi một lượt cho anh em xem này. Đến đâu mà có những cây nào em tâm huyết thì em cứ nói chuyện thôi. Đấy. Đây, xi đây. Anh em nhé. Rất chịu khó nuôi nhé. Cái chân lá này. Màu rất đẹp. Cái dòng này nuôi nó nhanh lớn lắm. Cái mặt này trước nó là mặt phải nhưng mà mưa em chuyển mặt phải ra bên kia. Đây, nó cũng hợp lý. Có nhìn được không anh? Được, nhìn được. Nói chung là còn nữa thì em đang dự định những cái tay canh đó. Trước rồi về đó chỉ là một cục thôi. Nhưng mà ngày trước mình đi mua cây mình lại không hiểu ấy, nên anh em mua nó cao. Bây giờ đi mua thì kinh nghiệm hơn. Nói chung là xì. Con này nuôi nó cũng nhanh biến đấy. Xì thì to to này nuôi sướng à. Con này thì có giá là 48 triệu anh ạ. 48 triệu anh em nhé. Con này xì. To nhá, con này to nặng đấy. Đấy, anh em các bác đam mê thì có thể sút em này, đặc sản Hải Dương. Ngày trước nó có một cái canh ngọn đấy, em cắt, em đọc thứ hết kìa. Tại vì nó lại cao hơn cái canh này, cái vài năm sau thành ra nó vướng đó. Rồi, rất sáng tạo nhé, chứ không phải là cứ mua về là nuôi đâu. Nói chung nó không hỏng nhiều cây lắm anh ạ. Đấy, trực nhìn thấy già rồi nhưng mà hơi khó nhìn. Còn đây thì chắc để được lọc thôi. Đấy, anh em còn lên nhiều lần nữa, yên tâm. Mà bác nào mà đến được tận nơi mà cứ vén mà xem thì sướng này. Ví dụ như cái cây nơi thì nó rơi khoảng độ 28 triệu. Đấy, anh em nhé. Tròn bề của nó thì đẹp. Ngoài hai người bê nặng này. Và cái cửa đi ở đó, anh xem cái xương này, nó có một cái hốc này. Đây. À trời. Hốc là hốc không phải sẹo đâu nhá, hốc lành đấy nhá. Đấy, chứ. Độ chun nhằn ra thứ. Ôi xời. Thì nói chung con nơi thì nó em nghĩ nuôi nó tương lai sẹo lớn nhưng mà nó lại vén cảm giác cơi cực khỏe này đấy. Mà bị đấy thì nhiều còn là nhiều bị chân đẹp, chân được làm đẹp quá đấy. Nói chung mà con nơi thì em cảm giác ví dụ như 28 triệu mình nuôi đúng rồi, thì con này sau nhân được đẹp đẽ rồi thì nhân thế nào được. Con nơi đó thì là con ba vài. Những con nơi thì nó còn phải nuôi nhiều lắm. Đấy. Anh em nào thợ múc những cái cây này về mà sau mà nhân. Người chơi mà thích sáng tạo thì cũng sút vô tư. Mặt này bây giờ hiện tại nó không mầm thử anh ạ. Nên em đang bảo không biết làm nào cho nó có vài mầm để tốt. Ở đây á, để cho cái thân này nó to ra. Anh xem mặt sau nó có độ chục cái mầm thử. Ngày trước nó hấp như thế luôn. Thế là bây giờ nó khuynh hẳn ra này. Anh nhìn thấy nó có khác không? Cây nó giá trị hẳn lên. Nở lên. Trước này nó hấp đúng như thế kia luôn. Nó hấp mụm lại. Nhưng mà có là chụp cái mâm thử nuôi và cảm giác mặt sau đó nó nở bẹt hẳn ra. Thì đành phải đóng nó vào thôi. Cứ vén những cái này vào, ghim vào vậy. Nhìn nó màu quá. Anh xem đó. Có vài cái mâm thử nó nhìn cười phát rồi, hẳn rồi. Đấy. Còn khi nhìn được cái nó ra. Nở thân ra nhìn sướng. Đó. Quả như cà phê luôn. Quả. Nhiều lắm. Chất lá xì này rất lạ. Có lúc thì nó đỏ như máu ấy, nhưng đúng có rồi. Lúc nó vàng, những cây này là lá đẹp anh ạ. Có lúc lá đỏ lắm. Đỏ như tiết. Có quả. Đợt này thì lá đợt này thì nói chung là em thấy xì ấy, là chất lượng lá đó tùy theo thời điểm đấy. Đúng rồi, thời tiết với lại khi mà mình cắt hết lá đúng cái lúc mà lạnh nó nở ra thì đỏ lắm. Đây, cái này phôi cũng dễ xem này. Con này thì nó là con tán to
giá của nó tầm 48 triệu. Sừng sững này. Hình phục của cổ ngọn như 1 năm rồi đấy anh ạ. Ngoài vệ chứ này. Đấy, quan trọng là có cổ ngọn để nuôi rồi là sướng rồi. Sắp được cắt rồi. Cắt được đùi nhát cái là giá trị nó sắp rồi. Có cái ngọn ở đây sướng rồi, nhiều ông loay hoay chưa có cái ngọn mới đau đầu. Hôm nay ngọn nghĩa có rồi. Nói chung là vài viết của nó ấy, thì nó nhanh thôi. Lâu nhất là cái ngọn này. Đúng rồi, mà phải chuẩn mới lấy được. Lâu nhất là cái ngọn. Đúng rồi, khó làm cây gần như là khó nhất là cái ngọn. Xong được cái ngọn thì mới yên tâm được. Đó, cây rất hợp lý. Đây có cây si này dễ xem này. Si này nhỏ nhỏ trên này. Cây si rác ba vài. Còn nơi thì giá của nó là khoảng 12 triệu. Ôi xời, ôi xời, cái chậu này có tiền rồi này. 12 triệu. Nói chung lá nó từng nối đỡ đấy. Nhưng mà đúng cái dịp này đấy, có cái lá này. Nhưng mà đúng cái dịp này nó cứ... nó cứ tái tái này. Rất đẹp nhé. Ra thế đấy. Đấy. Có dáng có cốt rồi. Ok đấy. Đây này. Còn thì bị dế đẹp rồi. Còn cái bê này. Chừng già lắm. Quần quại luôn. Quần quại luôn. Này. Ôi xịt, đi rốn. Rốn. Tính ra... nguy cơ nó sướng anh ạ. Nếu mà cắt mà lại nhảy đúng mồm thì thế thì quá sướng, nhưng mà nhiều lúc cắt nó cũng không đúng mồm. Nên nuôi nó phải lâu. Đấy, thật chưa. Nói chung là còn đây thì nuôi đây 4-5 tháng nó giật được cái này đấy. Cảm giác đó, ở mồm cái đó nữa. Đúng rồi, là coi như đi vào khép bóng được rồi. Đấy, rất nhiều anh em. Đúng rồi. Xôi đây rất lá đẹp này, dầm nhiều. Mà các thứ đi ở đó cũng nhằn. Đấy. Bên đây nó nhằn hơn bên đấy anh ạ. Hòm hòm rồi đấy. Đó, em chứ em mới mâm thử nó có nù ra. Chất nù đấy. Con này em đang báo giá là 18 triệu này. 18 triệu anh em nhé. Êm ái yêu thương. À ở dưới kia một cây nam điên nữa. Hoan hiền rồi anh ạ. À rồi để đây. Đấy. Như vậy là chưa hết đâu, nhưng mà cơ bản là cái sân ở trên rồi. Xuống sân này, xuống sân giật cấp này phát nhiều lắm. Anh em mà đến được mà vén từng cây mà xem sướng. Cái cây này thì có khi dễ xem anh ạ. Cây này dễ. Cây này dễ xem. Con nơi thì tuổi thì chưa được ra, nhưng mà được cái dáng đẹp. Anh thấy nó sạch sẽ. Dáng thì dễ nhìn và chuẩn bị để các thứ ổn. À, sạch sẽ luôn. Con nơi thì đang báo ra 32 triệu rồi. Đấy, 32 triệu. Tay tiếc vẩy ngon lắm rồi. Vẩy lên rất hay này. Chia rất thoáng cây. Đó. Nhưng mà mặt sau thì nó còn đẹp hơn mặt trước. Hai mặt vườn. Đấy. Nói chung là những cái cút ra thế thôi, nhưng mà quá cái vụ gần như cái mùa đồng này em thấy nùi nó cười nó cứ có thế rồi, nó chả thấy lớn rồi đâu. Ngủ đông rồi. Ngủ đông là cây mùa hè là cái mình chốt cái xong bắt đầu nó ra, xong mình vẽ tí xong bắt đầu cái này nó cơ bản hết rồi. Đó. À, cây này cũng dị cây đấy. Thời nơi thì đặc điểm của nó là nó nuôi những cái tay canh này, phải nói là xoay vết rất thòn thì rất lực. Và cái điểm quái nhất của nó là cái em thấy cái đoạn này này. Đoạn này nó nhằn, nó chùn. Còn đây mà có tí nước vào là nó đỡ âu lên anh ạ. À, anh nhìn đấy. Tự cái cửa địa nó hóa ra. Quá hay. Sân cây này là một cây lạ đấy. Đấy. Nhìn xa có vẻ bình thường nhưng mà ngắm kỹ được đây con nét rất lạ. Rất là nhiều sầu, được là nhiều sầu quá sầu. Cái dâm cái là em phun nước sầu một loại. Nắng tí thì phun. Kể cả cái tròn bê hay kể cả cái em thơm đất ở đây khá thơm đất lên rồi. Đó, mặc dù là nó cũng không phải nhiều tiền đâu, nhưng mà mình thích thôi. Đấy, như tác phẩm này nhưng mà đấy giao lưu thì bao nhiêu? Còn hiện tại là em đang muốn giao lưu giá 55 triệu. 55 triệu anh em nhé. Vâng.
Ồ, đây là gần gần trường học hay đây nhỉ? À, đã trường học đây. Đó, đó. Đâu, ở đây cốt, mấy cốt xi trước này. À, nhiều lắm. Số lượng thì có cốt xi này thì cái mặt sầu nó hơi kém anh ạ. Ừ. Nhưng mà bây giờ bảo là muốn quay vào thì nó hơi khó. Ừ. Nhưng nó cái nhiều đồ. Em đã bảo em chặt vào cái này. Dím nó xuống. Thế là trôm hẳn chạm nữa, tại vì mặt sầu nó không có tí bê đâu, để em phải nhá. Nhìn nó khác hẳn ở trước ấy nhỉ. Nếu mà bây giờ em đang phải em chặt này nhá. Chặt nó xong em hạ nó xuống đời. Cái này làm bị, cái này làm phờn. Để mà chờ cái hớt mà nó hết hớt. Mà bản chất cái này về cơ địa và về dáng thì cũng là đẹp rồi. Nhưng mà nó hơi khuyết. Thế thì mới cần sáng tạo, tư duy đột phá. Nhiều khi mà hạ có thể là mất đi đoàn đấy, nhưng mà nếu không làm thì cười nó không có độ biến. Chứ làm 10 phát ăn 10 thì giàu rồi. Những cái xì đây là ngày xưa nó cũng là một cái hệ rất là nát anh ạ. Cái sẹo này gần như là nó cả một cái phầy toàn hoác rồi đấy, nhưng bây giờ đã vén rồi đấy. Bây giờ thì sau nuôi đấy, canh này nuôi được 9 tháng rồi. Đây. Bữa lên đến đây đấy, phải hàng mét. Quan trọng là phải chịu khó mà nuôi. Đấy. Cái này nó kiểu như hạ thủ anh ạ. Nó không có một tí bệ đâu. Nhưng mà nuôi một năm là những cái dế này nó bằng ngón tay tất rồi. Chảy hết ra rồi. Đang bảo là nhổ lên xong mà lấy cái máy rửa xe xịt cho sạch xong bắt đầu cảm dế lên. Lại làm đất mới. Xếp bị. Còn đây thì nó như cái quả núi ấy, như nhà lòng vậy. Nhìn đây này, anh em nhìn. Đấy, nuôi thả nó phải thế. Thế thì cây nó mới biến được. Nói chung là những cái cây sẹo nhiều thì mình phải thả. Như cây nơi cũng là một cây nam liên sắp hoàn thiện rồi anh ạ. Đấy, cây này cũng bưng bê rất là tốt này. Bé thôi nhưng mà cũng tay canh các thứ cũng cắt giật đấy. Cái điểm nơi là rất là hay này. Đấy. Nhìn cái điểm này nó cục chun chun đấy. Hôm nay em đang giao giá 19 triệu. 19 triệu anh em nhé. Hàng tính vật lá, cái nào cắt được thì cắt, cái nào chuyển cắt được thì lại nuôi. Ok. Anh chung nuôi cây ấy, em thấy cần nhất là kiên trì. Kiên trì, đúng rồi. Không kiên trì thì khó lắm, bởi vì cái này nó lồ lắm. Một hai năm với nó chả ăn nghĩa lý gì. Nhưng mà đúng là phải nhiều này mới kiên trì được. Chứ nhà có 2-3 cây thì khó lắm. Thì bây giờ đấy. Có khi hôm nay làm cái này thì làm cái khác. Rồi, nó, một nó... hai cây đó, nó lâu lắm. Một hai cây lúc nào cũng nhìn thấy ngứa mắt. Biết cây xì đây cũng được này anh. Xanh xanh con còn đây chứ. Nó ở một công viên đá cao à. Nên em đập ra. Hay quá. Đập lúc ấy tháng 11. Thế nên thành ra nó kiểu nó hành khô ấy. Em ủ cái bóng mưa bởi ra cũng bởi khá nhiều dầm. Nhưng mà trước ấy là anh tưởng tượng bé nó, nhưng mà lại hai người bê lại không bê được. Thế thì đá nặng nề. Và cái ngọn nó lùi lồ rồi. Thế em phá em lấy cái tí thì cái mỏm đá gần như chặt hết. Chất liệu này vào đá rất hợp. Nhưng mà cười thì hai mặt. Đấy, cây này mà về kể cả muốn thiết kế lại đá cũng đẹp. Cái này nó hợp lên đá. Nói chung là em thì em nghĩ là cứ con nơi thì nó xong hết rồi mình, nhưng mà kiểu mình vừa làm lại nên là coi nó bở hơi bở bộ dầm này phải nuôi lại thôi. Chả đáng ngại gì, cốt chốt phía nó vẫn còn nguyên. Đây này, nhìn này. Sẹo nó líp lại ghê chứ. Đây là cái ngọn nhưng mà nó lại nuôi lâu rồi. Đấy. Tín đồ bonsai mini thì vô ngay còn gì nữa. Đây chắc nói là 11 triệu anh ạ. Đấy. Cái chậu này thì lần đầu tiên nhìn thấy đấy. Tàu này nhưng mà cái chậu thấy bảo phải tầm 2 triệu đấy. Chưa thấy bao giờ đâu anh, chưa thấy cái mẫu này bao giờ. Đúng rồi. Lạ. Chậu lạ. Chậu này nó không có nhiều. Không hay bán. Chưa thấy bao giờ, nhưng may anh ấy nhìn thấy. Đó. Ngoài ra còn những cái chùn nhũn nhỏ này rất hay này, và vai luôn này. Hôm nay thì thế em mua ở anh Cương đấy. À. Mua nặng rồi mà lúc mới mua chỉ 6 triệu rồi. Cương của này có bán được không?
Dạo này anh ấy tư duy cười cào quá. Em hỏi rất nhiều nhưng không mua được. Toàn nhiều tiền đấy. Rồi. Đấy. Ây chà chà. Em phi nó như kiểu 5 vai ấy hả? Chúng ta chả gọi là thòm. Còn nơi thì nó phần dáng này em thấy rất đẹp. Ừ. Mà tuổi khá sạch sẽ. Sạch sẽ thân, từ thân đến ngọn rồi đấy. Chả phải xoay đâu, nhìn này là đẹp rồi. Đó, cái xoay mặt cầu đấy chứ. Đây, để anh đứng sang bên kia cho. À, này, em xoay, không vớt phải xoay đi, anh mới sạc được. Em mới nhìn được, nó ở trong đó. Đấy. À, thôi, thế là anh sạc được rồi đấy. Đấy, chà chà. Còn nơi được cái là... Đẹp đấy. Từ địa nó đã chun này, này. Này nhìn này. Đẹp, dáng đẹp. Dáng đẹp, sạch sẽ. Mùi khá rồi đấy. Đẹp đấy. Đấy, cái cốt đấy thì bao tiền? Cốt này 50 triệu anh ạ. 50 triệu anh em nhá. Cốt xì đẹp đấy. Đây này, ngoài đây, cây này chưa. Cây này chưa quay này, nhìn dáng này anh em thấy thích cái này. Đó. Đó, anh bảo cắt thế nơi có xẻn mà nó có nảy vào bên trong cơ. Nó tụt vào trong. Ác thế cơ. Đấy. Còn nơi này em nuôi nó bị trẻ ra nhiều. Ừ. Anh bảo cái chữ cái sẹo rất là to này mà nuôi gọi là vén kinh khủng. Hôm nay thì mà cái chậu này còn bé đấy. Ừ. Là chậu này là chậu này chậu chơi luôn rồi. Vâng. Ừ, chân chiếc đẹp. Còn nó thì chuẩn bị đẹp tại vì nuôi lâu rồi. Ừ. Nó cứ chùm nó gần lên khắp chậu rồi. Ừ. À, anh xem cái độ co bờ đó đây. Ừ. Còn nơi mà sáu một vụ hè này em nghĩ là bờ phải một phần đấy. À, nhìn cái đây hay rồi. Ừ. Nó làm cái mơ mà cắt cái nó như cái núm vú ấy. Cắt lạc đầu ti. Cái này bao tiền nhỉ, quên mất rồi. Còn đây là 23 triệu anh ạ. 23 triệu anh em nhé. Còn đây về cái cốt cách của nó cũng tương đối đấy. Ừ. Tại vì những cái nơi mà chỉ chốt một phát thôi, là núi ra dầm này, kể cả về đi chợ cũng được. Còn ngọn này là nó có cái mâm này rồi, cái mâm này khá quý. Cái chỗ thích nhất là cái chỗ này, cái phần chỗ này là hắn chung lại trong cái xe đấy. À. Đấy thôi. Nói chung là con đây là cùng nuôi nó hơi tốt quá, nó hơi mỡ đấy. Ừ. Không, nhưng mà nhiều khi béo béo lại nhịn thích. Sau rồi mình săn lại sau. Đúng rồi, sau khi mà mình có những định hình được những cái cốt rồi thì... Đấy. Sân dưới đây. Sân dưới nhá. Sân trên cũng thời lượng không cho phép. Số lượng cây đã cũng nhiều, với lại nhiều cây mình còn đang nuôi thả, anh em cũng hơi khó để hình dung qua video. Sơ bộ một vài cây như vậy, anh em có thể thiện chí mà gần thì đến thăm em An. Số điện thoại để ở đây, thế là xong rồi anh em liên hệ mà lên mà ngắm cho nó sướng. Đó, có một giao lưu cây nào thì quý. Đấy, thực ra cứ đam mê đến với nhau là sướng rồi. Nhưng mà đã đam mê mà cùng máu là dễ múc lắm. Như là anh em yên tâm đi chơi là nhiều khi có quà mang về. Thường mà anh em đi chơi cây mà không múc cây nào về là khó chịu lắm. Kết hợp vừa đi chơi vừa múc cây là còn gì bằng. Còn đây tầm 15 triệu anh ạ. Đấy, 15 triệu, cốt xì rất đẹp. Mà cái chỗ này của nó tầm 1,2 triệu thôi. Ừ. Đó. Cái con này hai mặt này. Dáng đẹp, nở. Đi xem cây lên cái vườn nó nhiều này sướng này. Không. Đến nhà nào nó cũng ít cây quá nó cũng buồn. Tuyệt vời. Chất xì rất đẹp. Cái dòng lá tỏi này người lớn nhành lắm này. Lá nó cũng hơi còn hơi hồng hồng này. Có, cái này hồng đấy. Rồi. Nhiều lắm anh em ạ, đây nhìn thích mắt chưa,
nhìn cái sân không đã sướng rồi. Đầu xuân năm mới hy vọng anh em đến để giao lưu với anh em An nhé. Không chỉ là một lần mà còn lâu dài, thậm chí là nhiều khi anh em có cây em An em múc cho chứ. Đấy, thế mới gọi, thế nó mới gọi là giao lưu anh em ạ. Đó. Rồi. Lâu xuống đến nơi em múc mươi hơn mươi cái rồi đấy. Đấy, gọi là táo bạo mới dám sơi đấy. Như thế mình mới lại làm cho cái làng cây được nhờ. Đấy, chùn nhũn bé nhưng mà ngon lắm. Bé hạt tiêu đây. Võ này, võ công thâm hậu đấy. Đẹp. Bé nhưng mà tròn mì với à, chớt cứ đi. Cả con này cũng thế này, dãy bé này đều võ công thượng thừa hết đấy. Đấy. Thôi thì gây cho anh em thèm khát tí thôi. Đấy. Ok, chúc anh em giao lưu được nhá.